Mới đây, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên giảm án 3 tháng tù cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người thắc mắc rằng bà Hằng còn phải chấp hành án bao lâu và khả năng được giảm án như thế nào. Theo luật sư Lê Văn Hoàn, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, bà Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, tức là mức án bà Hằng phải thi hành là 2 năm 9 tháng tù. Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay là ngày 5 tháng 4 năm 2024 thì bà Hằng đã chấp hành được 2 năm 11 ngày. Như vậy, bà Hằng còn phải chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024, tức là còn 8 tháng 19 ngày nữa là hết thời gian phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về thi hành án, người thi hành án còn có thể được giảm án theo quy định, vậy nên có thể là bà Hằng còn được giảm án vào các đợt giảm án nữa. Việc được giảm án này còn tùy thuộc vào thành tích và việc thi hành án của bà Hằng. Do đó, nếu bà Hằng chấp hành tốt thì có thể được giảm án và không phải thi hành hết bản án tòa tuyên. Cụ thể, theo Điều 6, Thông tư Liên tịch 02-2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Theo đó, phạm nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù từ 30 năm trở xuống hoặc 12 năm đối với tù trung thân. Có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Đối với phạm nhân bị phạt tù 3 năm trở xuống, phải có ít nhất một quý gần nhất được xếp loại từ khá trở lên. Mức giảm có thể từ một tháng đến ba năm đối với phạm nhân bị phạt tù từ 30 năm trở xuống và việc xét giảm chỉ được tính từ thời điểm chấp hành án phạt tù. Đối với thời gian tạm giam không được tính để xem xét giảm án. Mỗi năm, một phạm nhân chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù một lần. Khoảng cách giữa hai lần xét giảm ít nhất là một năm. Như vậy, đối với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng có thể được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên án 3 tháng tù. Với hành vi lăng mạ phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vị Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, vân vân. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023. Bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì, tới khi bị bắt thì bị cáo mới biết là mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do lăng mạ các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng đó là do bị kích động do hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vịu Oanh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói, một lời xin lỗi không phải là vấn đề, bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả, bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã phải trả giá quá đắt rồi. Khi bị tuyên án 3 năm tù, bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp. Tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên phúc thẩm diễn ra, bà Hằng làm đơn xin xét xử vắng mặt nhưng không được tòa chấp nhận. Sau đó, bà Hằng bị di lý từ một trại giam ở Bình Dương, nơi bà đang thi hành án, về trại tạm giam T30, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử. Được dẫn giải tới phiên phúc thẩm, bà Hằng tỏ ra vui vẻ, luôn nở nụ cười và ôm chầm lấy hai nữ nhân viên của mình là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Tại phiên tòa, bà Hằng bày tỏ, sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo. Hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình ở phiên tòa sơ thẩm, không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công. Khi bị cáo ra tòa, các luật sư tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo, bà Nguyễn Phương Hằng nói. Sau khi luật sư Hồ Nguyên Lễ trình bày về việc, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nhưng bị cáo đã nộp đầy đủ án phí và bồi thường về thiệt hại. Theo luật sư, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới. Vì vậy, luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 điều 157 sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng để bị cáo sớm trở về sum họp với gia đình. Khi được hội đồng xét xử yêu cầu trả lời có hay không việc đã khắc phục hết hậu quả của vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng nói, dù bị cáo không kháng án nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm, bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt công dân tốt của xã hội, bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày một tháng, bị cáo cũng thấy hạnh phúc, xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Trước đề nghị này của bà Hằng, hội đồng xét xử giải thích, chỉ khi bị cáo có kháng cáo thì hội đồng xét xử mới xem xét việc có giảm án hay không. Tưởng rằng với lời giải thích này, bà Hằng sẽ phải tiếp tục thi hành bản án 3 năm tù. Thế nhưng, khi tuyên án, bất ngờ hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả, nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Sau một ngày dài xét xử, hơn 18 giờ ngày 4 tháng 4, Hội đồng xét xử phúc thẩm bắt đầu tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng các đồng phạm là ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Hội đồng xét xử nhận định bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã tổ chức 57 buổi live stream xúc phạm danh dự uy tín, đưa lên không gian mạng bí mật cá nhân, bí mật đời tư của 10 cá nhân. Trong đó, ông Đặng Anh Quân có hành vi tham gia tương tác bình luận trong 11 buổi live stream. Trong đó có một buổi live stream có nội dung xúc phạm, xuyên tạc, vô khống. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh là nghệ sĩ Hoài Linh. Các bị cáo là Nhi, Hà và Tân đã chuẩn bị máy móc sân khấu trong các buổi live stream. Hội đồng xét xử đánh giá ông Đặng Anh Quân có vai trò giúp sức tích cực, còn các bị cáo là Nhi, Tân và Hà có vai trò hạn chế hơn. Hành vi của các bị cáo làm náo loạn mạng xã hội. Các bị cáo là Nhi Tân Hà có nộp lại 2 triệu đồng, bị cáo Quân tại tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi, tỏ ra ăn năn hối hận, tác động gia đình, nộp tiền bồi thường, đây được xem là tình tiết mới. Đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, mặc dù không có kháng cáo nhưng bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường, do đó có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi live stream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vô khống, xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Đối với kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, hội đồng xét xử cho rằng tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân là có cơ sở nên không chấp nhận kháng cáo của người liên quan. Đối với đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn về việc ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bản án sơ thẩm đã kiến nghị. Từ đó, hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sáng ngày 4 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm thực hiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử bị cáo đặng anh quân giữ nguyên kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại một số chứng cứ trong vụ án và xin giảm nhẹ hình phạt bị cáo quân cho rằng những tình tiết trong cáo trạng hoàn toàn khác với lời khai của bị cáo và bà hằng liên quan tới phần giám định bị cáo xúc phạm ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh bị cáo quân khai là chỉ phản biện bài báo đăng và hành vi từ thiện của ông hoài linh chứ không xúc phạm nhưng điều này chưa được cấp sơ thẩm xem xét khai về mục đích tham gia live stream với bà Hằng, bị cáo quân cho rằng là mình muốn phản biện xã hội. Về buổi live stream kéo dài 7 tiếng, bị cáo quân khai nhận, mỗi khi bà Hằng cho nói, bị cáo chỉ phân tích về một bài báo, nói nghệ sĩ Hoài Linh vô tội trong việc làm từ thiện. Bị cáo cho rằng những clip được cơ quan điều tra giám định là do ông Hoài Linh cung cấp và những clip này chỉ dài có 10 đến 20 phút, chỉ cắt ra một vài đoạn trong suốt buổi live stream nên hoàn toàn không đầy đủ bỏ đi những đoạn bị cáo khẳng định ông Hoài Linh không phải chịu trách nhiệm hình sự, có chăng là trách nhiệm về mặt đạo đức. Tuy nhiên khi đưa vào cáo trạng thì trật tự đã được đảo ngược, các clip có tính chất cắt ghép. Bị cáo quân nói, gia đình bị cáo đã lập vi bằng buổi live stream đó để làm chứng nhưng không được đưa vào hồ sơ của vụ án về mối quan hệ với bà Nguyễn Phương Hằng là quen biết ngoài xã hội và lý do tham gia các buổi live stream với bà Hằng. Bị cáo quân khai nhận là do được bà Hằng mời vào vì bà này đọc được các bài viết, bị cáo phân tích về pháp luật đăng trên Facebook. Bị cáo quân cũng khai trong quá trình tham gia live stream không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà Hằng. Bị cáo quân trình bày bị cáo tham gia live stream với tư cách là khách mời, chứ không có kịch bản gì hết và cũng không nhận khoản tiền nào cả. Các bị cáo là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và bị cáo Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết và xin giữ nguyên kháng cáo, xin được hưởng án treo. Được mời lên trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận lời khai của các bị cáo là đúng. Bà Nguyễn Phương Hằng nói, sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo, hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công. Khi bị cáo ra tòa, các luật sư tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo. Có mặt tại tòa, bà Đinh Thị Lan là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã giữ nguyên kháng cáo. Bà Lan trình bày bà kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bà Lan đề nghị thay đổi tư cách của bà trong vụ án từ người có quyền lợi liên quan sang bị hại, đồng thời bà Lan yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại cho mình là 3 tỷ đồng.